hướng về xưa tổ, hoa sắc muôn màu rực rỡ, kính dâng lên tổ nỗi niềm, dâng lên muôn vàn hạnh phúc, nguyện cầu tất cả chúng sinh dâng hương bao tình tha thiết, nguyện cầu huynh đệ đồng con xin cầu thần lực độ trì của sư tổ, dâng hương chúng con cầu xin bao nhiêu duyên nghiệp thiện lành, tâm quyết bảo tồn pháp tổ, dâng hương chúng con dâng lên bằng cả cuộc đời còn lại, dâng hoa chúng con dâng lên, dâng hoa chúng con. Và xuất xứ pháp môn vi diệu pháp hành thiền. Đệ nhất sư tổ Dasira Narada. Vào ngày 24 tháng 10 năm 1846, tại thành phố Colombo, Tích Lan, trong một gia đình quyền chức, ngài Dasira Narada ra đời. Thân phụ người Tích Lan mang dòng máu Bombay tên Ajita Narada, là một viên chức ngoại giao. Thân mẫu người Ceylon là một Phật tử thuần tánh đầy đủ đức hạnh của người phụ nữ Á Châu. Được phối hợp của hai dòng máu đã mang lại cho ngài một sắc mạo trắng hồng và một tâm hồn thanh cao thoát tục. Vì là con trai duy nhất cũng là niềm hy vọng của gia đình, nên thân phụ ngài mong muốn ngài đỗ đạt thành tài, lập gia đình sanh con nối dõi. Nhưng vốn sẵn có tâm hồn cao thượng vị tha, ngài không theo đuổi các ngành học vấn có tính chất đem lại lợi ích cá nhân, mà ngài chuyên tâm nghiên cứu vũ trụ và con người. Vào năm 25 tuổi, ngài đã đậu bằng tiến sĩ triết học Đông Phương. Sự hiểu biết sâu sắc về ngành học này giúp cho ngài nhận ra kiếp người vô thường cộng với tình thương yêu nhân loại và ý chí hướng thượng đã làm động lực thúc đẩy ngài tìm đường giải thoát
cho mình và nhân loại. Năm 42 tuổi, khi thân phụ qua đời, Ngài kế thừa sự nghiệp của cha. 5 năm sau, đột nhiên Ngài từ bỏ tất cả danh lợi vật chất mà bao nhiêu người mong muốn. Trên thân một mảnh y bạc màu, trong tay một chiếc gậy thô sơ, Ngài lặng lẽ ra đi tìm nơi tu tập. Ngài đặt chân lên dãy Hy Mã Lạp Sơn để ẩn tu. Sau 18 năm tu luyện, Ngài đã chứng đắc trí đạt thông, tự khai mở những cánh cửa luân xa, tiếp nhận vũ trụ tuyến vào thân thể. Điều quan trọng là Ngài đã tư duy ra vi diệu pháp để khai mở luân xa cho người khác, giúp họ tu học mà khỏi phải trải qua nhiều năm công phu khổ luyện như Ngài. Đức sư tổ Dasira Narada là vị thiên sứ nhập thế, phần nhiệm Ngài đến thế gian để tiếp nối trọng trách thiêng liêng nhằm mục đích cứu giúp nhân loại sáng tỏ về chân lý tiến hóa của vạn vật. Đạo pháp của Ngài giúp cho con người phương cách chuyển hóa đời sống tâm linh, sáng suốt loại dần những tư tưởng lạc hậu mê tín, đi vào đời với những hoạt động đích thực bằng những kỹ năng sẵn có nhằm vượt ra khỏi những sự ràng buộc trì kéo của thế gian, giáo dẫn thiền định bảo vệ sức khỏe, khai tâm mở trí cho mọi người ý thức sử dụng chính xác đời sống thế gian, tiếp cận nhân sinh hành thiện phát triển căn lành để kiến tạo ra công đức. Khi các vị thiên sứ đến thế gian phụng sự cho đời, các ngài không phải xuống theo định nghiệp nhân quả luân hồi để làm kiếp người phàm tục học hỏi. Vì muốn tiếp tục thăng qua nên tự nguyện hoặc được bổ sứ xuống trần, dùng công năng phụng sự cứu nguy cho nhân loại. Vì vậy, sự hiện diện của các ngài dưới trần thế có sự khác biệt về mặt tâm linh đạo đức hơn đối với người trần tục. Ở hạng người phàm tục phải luân hồi theo định nghiệp nhân quả, khi đầu thai vào một nơi chốn hoặc một gia đình nào, hoàn cảnh đời sống ở trần thế khác biệt với nhau tùy thuộc theo trình độ căn cơ nghiệp quả. Ngược lại, các vị thiên sứ nhập thế hành sự theo sự sắp xếp của thiên cơ. Khi xuống thế gian, các ngài phải sử dụng sanh thân để nhập vào vai người, cùng ở chung sống sinh hoạt với người cõi trần. Khác nhau được chọn sanh vào nơi chốn thích hợp để sau khi trưởng thành thừa thiên hành đạo đối với các ngài, nếu ta quan sát dễ nhận rõ sự khác biệt về mặt trí tuệ và đạo đức so với người đời. Vì các ngài đến thế gian dưới dạng chân như, có nghĩa là chân thực, như thường, không biến đổi, tâm tinh khiết không bị ma lực trần thế lôi kéo, đôi lúc cũng có địa vị trong xã hội trải qua nhiều thử thách khảo đảo, vẫn sống chung hòa nhập với cảnh đời, phải sử dụng những phương tiện sinh hoạt, nhưng tâm không tham muốn hư vọng bám víu vật chất hay chạy theo vui buồn của thế tục, nhất tâm hướng thượng, tinh thần luôn sống trong phạm hạnh phụng sự cho đời. Đức sư tổ Dasira Narada là như thế. Sau khi thành danh, Ngài đã ẩn mình thiền định khổ luyện ròng rã thời gian dài, nhằm mục đích tư duy ra vi diệu pháp để Ngài cống hiến cho nhân loại phương cách diệt khổ và giải thoát nhằm loại bỏ sự vô minh làm trì trệ sự tiến hóa. Điều quan trọng, đạo pháp của Ngài không thành lập tôn giáo, không cách ly xã hội để cho con người tự đối diện với mọi hoàn cảnh nghiệp quả thế gian, mà hành xử để trải nghiệm. Những giáo chỉ minh triết sâu sắc của Ngài tiếp nối không đi ngược lại những gì của các vị thiên sứ đã từng xuống thế trước đây. Điểm ưu việt của Pháp Tổ là Ngài dạy nhân loại đời đạo song tu. Từ khi con người có mặt trên quả địa cầu này, đây là phương cách hữu hiệu nhất giúp chúng ta đạt những thành quả nhanh khi biết thiền định để bảo vệ sức khỏe, chuyển hóa tâm thức, dụng công năng hành thiện đạo lý chỉ dạy hàng ngày. Phải tinh tấn hành pháp hầu tiếp cận nhân sinh chứng kiến thực tế từng nguyên nhân tác tạo ra mọi phiền não đau khổ trong thế gian, cho tâm thức hiểu biết trải nghiệm, gọt rửa thoát khỏi những vướng mắc khổ não trần đời. Khi nói về sanh tử vô thường, Đức Sư Tổ không còn sanh thân hiện diện trên thế gian này nữa. Nếu nói về sự vĩnh hằng, tức tư tưởng thiêng liêng, khi rời khỏi thế gian, Tổ vẫn hằng lưu tần số tâm linh cao thượng, tức pháp thân của Ngài, bằng năng lực siêu hình trong từng mạch sống của đệ tử.
nếu có đức tin thành tâm tu học, chắc chắn sẽ được giao hưởng với tổ. Thế hệ thứ hai và thứ ba. Đệ nhị sư tổ Narada Mahathera và năm vị tu sĩ tại Việt Nam. Sau thời gian du quá khắp mọi nơi để giúp người, vào năm 1916, đức sư tổ Dasira Narada đã tìm chọn được một người đệ tử lúc đó vừa tròn 18 tuổi. Ngài đã đặt hết niềm tin và chỉ dạy tất cả những hiểu biết thành tựu của Ngài cho người đệ tử, với ước mong đệ tử của Ngài sẽ gìn giữ vi diệu pháp để lưu truyền cho hậu thế. Sau 8 năm truyền dạy cho đệ tử, năm 1924, sư tổ Dasira Narada đã ẩn mình và từ đó không ai còn thấy Ngài nữa. Ngài đệ nhị sư tổ vốn xuất thân từ trường dòng Thiên Chúa Giáo, nhưng sau khi được thọ nhận trách nhiệm giao phó của đức sư tổ Dasira Narada, Ngài đã chuyển sang Phật giáo Nam Tông để tu hành giới pháp danh Narada Mahathera. Tuy nhiên, Ngài vẫn tiếp tục âm thầm tu học và gìn giữ vi diệu pháp. Do có nhiều duyên lành với Việt Nam, trên bước đường quần pháp khắp nơi vào những thập niên 1930 đến năm 1950, đệ nhị sư tổ đã có nhiều dịp ghé sang và đi khắp mọi miền Việt Nam. Ngài đã thay mặt Phật giáo Ấn Độ đem tặng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Ngọc Xá Lợi, Kinh Tạng và cây Bồ Đề, di tích của Phật Thích Ca. Năm 1972, đệ nhị sư tổ trở lại Việt Nam lần cuối và đã mật truyền vi diệu pháp cho năm vị tu sĩ Việt Nam gìn giữ, bao gồm các tôn giáo chánh ở Việt Nam. Năm 1974, Ngài trở về nước Thích Lan, từ đó không quay trở lại Việt Nam nữa. Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 1983, đệ nhị sư tổ viên tịch tại chùa Vajirarama, là nơi Ngài làm tăng trưởng và trưởng quản trong những năm cuối của đời Ngài. Đệ nhị sư tổ hưởng thọ 85 tuổi. Tang lễ của Ngài được chính phủ và Phật tử Thích Lan cử hành trọng thể theo quốc tang. Thế hệ thứ tư, trưởng môn vi diệu pháp hành thiền, thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Ngọc Hải. Vi diệu pháp của đức sư tổ Dasira Narada đã được gìn giữ để chờ đợi đến thời cơ thích hợp và thuận duyên. Sau ba đời, từ đức sư tổ đến đệ nhị sư tổ và lần đến năm vị tu sĩ ở Việt Nam. Ngày nay, thế hệ thứ tư, thầy cô đã thọ nhận vi diệu pháp từ năm vị thầy giảng dạy. Từ đó, thầy cô đã tâm quyết, tư duy ra đạo lý đương niệm, tiếp dẫn, truyền dạy nương theo tư tưởng của đức sư tổ, từ trong thế giới tâm linh ra ngoài thế giới hiện hữu, và chuyển từ vi diệu pháp sang thành danh xưng pháp môn khoa học tâm linh vi diệu pháp hành thiền ngày hôm nay. Thầy cô lãnh hội và thông suốt được nền tảng giáo lý của các tôn giáo chánh qua các vị thầy đời thứ ba, và chính vì không bị ràng buộc vào một tôn giáo nào từ trước đến nay, nhờ vậy mà thầy cô phóng thoáng và tự do tư duy ra một đạo lý tu học đương niệm thích hợp cho mọi thành phần, không phân biệt màu da chủng tộc, tôn giáo chính trị. Nương theo đạo pháp của đức sư tổ Dasira Narada, đạo lý vi diệu pháp hành thiền có mặt đã giúp cho con người hiểu biết, sống đạo đức, thoát khỏi lòng vị kỷ, phát triển một đời sống vị tha. Nhờ vậy, sự giảng dạy của pháp môn đi đến nơi nào đều phù hợp và thích ứng được với phong tục tập quán nơi đó. Đức sư tổ Dasira Narada là vị tổ khai mở ra đại lộ hầu đưa dẫn con người sáng suốt dần đến diệt khổ và giải thoát. Thầy cô đã dùng tất cả tâm quyết để tư duy ra một đạo lý tu học thực tế dẫn dắt con người thoát khỏi vô minh, giải tỏa được những vướng mắc mơ hồ trong nội tâm và hướng dẫn con người từng bước một trên con đường tu học tiến hóa tâm linh. Do đó, pháp môn vi diệu pháp hành thiền mới có danh xưng là môn khoa học tâm linh. Trong những năm tháng vừa qua, thầy cô đã đem đạo lý minh triết tình thương truyền dạy khắp nơi.
Hiện nay, pháp môn vi diệu pháp hành thiền đã có rất nhiều thiền đường hoạt động không ngừng nghỉ trên thế giới, cứu giúp cho mọi người đạt được sự hiểu biết chân chánh và phát tâm mở rộng tình thương hầu mang lại lợi ích cho sự tiến hóa chung của nhân loại. Đạo lý vi diệu pháp hành thiền là ngọn đuốc thiêng soi sáng và dẫn dắt con người vượt khỏi những bế tắc hiện tại để xây dựng thế giới đại đồng. Trong đó, mọi người sống hòa thuận với sự hiểu biết và tình thương yêu chân thật. Nhân dịp lễ sinh nhật Đức Sư Tổ Dasira Narada, xin được lặp lại lời phát biểu của Thầy trưởng môn Nguyễn Đức Thuận. Tôi tin chắc rằng, với sự hiểu biết truyền bá pháp môn vi diệu pháp hành thiền trong tinh thần trách nhiệm của thế hệ chúng ta, Pháp Tổ sẽ lưu truyền mãi mãi cho nhân loại. Và tôi biết chắc, hậu thế sẽ thừa hưởng những gì chúng ta đang cố gắng xây dựng. Hôm nay một ngày vui, một ngày vui hơn mọi ngày. Chúng con cùng nhau xin chúc mừng, xin chúc mừng.